Hello hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh hướng dẫn ảo thuật hàng tuần của mình. Mình là tôi MG. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái tip ảo thuật như trên ngay tiêu đề clip ấy. Đó chính là nó không liên quan đến bài rồi, mà mình sẽ hướng dẫn đó chính là làm sao để chúng ta có thể sạc pin điện thoại từ 0% pin đến 100% pin chỉ trong vòng 10 giây nhá. Và thậm chí nó còn nhanh hơn thế nữa cơ. Rồi, và đương nhiên là tip ảo thuật này có thể là cho chúng ta kiểm tra thoải mái nhá. Và tip ảo thuật này ra sao, biểu diễn như thế nào thì ngay sau đây mình sẽ biểu diễn qua và sau đó mình sẽ hướng dẫn mọi người nhá. Và ok, như mọi người thấy ở đây thì điện thoại của mình không được kết nối với bất kỳ cái thiết bị sạc điện thoại nào nhá, và mặt sau nó hoàn toàn bình thường như thế này. Nhưng mà mình chỉ cần đơn giản là mình lắc như thế này, điện thoại của mình sẽ bắt đầu sạc. Mình sẽ cho mọi người xem sát này nhá. Khi mình lắc thêm một tí nữa thì mình sẽ tăng 100 pin lên. Khi mình lắc thêm một tí nữa nó sẽ nhảy lên được 25%. Lắc thêm một tí nữa sẽ là 37%. Khi mình lắc mạnh hơn thì nó sẽ nhảy được 63%. Và lắc thêm một lần nữa 72%, và mình sẽ lắc cực kỳ mạnh ở này nhé. Đó, thì nó sẽ nhảy lên 99%. Lắc thêm lần nữa, đương nhiên sẽ là 100%. Và bây giờ thì chúng ta đã có một cái điện thoại hoàn toàn bình thường và 100% pin. Đây sẽ là bí quyết của trò thuật vừa xong nhé. Thì nó rất là đơn giản thôi. Thì ở đây thì chúng ta sẽ ấn vào album ảnh này. Ở đây thì mình đã tạo sẵn một cái album ảnh, và mình đã chụp màn hình của mình, chụp màn hình điện thoại của mình ấy, từ 2% pin cho đến 100% pin. Đó, từng bức ảnh một cho đến 100% pin. Rồi, nói đây thì các bạn có thể nhiều bạn đã tưởng tượng cách làm rồi đúng không nào? Thì chúng ta sẽ ấn vào nút chọn này, kéo này, tất cả những cái ảnh vào với nhau. Và sau đó chúng ta có thể ấn ở đây, ở chỗ này nhá. Và ấn vào bảng trình chiếu. Đó. Rồi, nó sẽ hiện ra một cái bảng trình chiếu này, chúng ta sẽ chạm vào một lần, ấn vào tùy chọn nhá. Ở đây các bạn cần cài đặt một chút. Nó chính là ở mặc định ấy thì nó sẽ ở sát con rùa này. Các bạn thấy con rùa không? Thì mình sẽ kéo nó dần dần thì con thỏ đó. Và sau đó chủ đề thì chúng ta sẽ chọn như mình là làm mờ nhé. Còn nhạc thì mình sẽ chọn là không. Đó, thế là xong rồi, ấn xong thôi. Rồi, thoát ra để cái bản hình chiếu nó chạy. Thì đơn giản thôi, cái bản hình chiếu nó chạy, các bạn có thể nhìn phần trăm pin này. Mình sẽ cho gần cho các bạn xem nhé. Thì bây giờ thì dần dần cái phần trăm pin nó sẽ tăng dần lên thôi. Nó sẽ chạy từng bức ảnh. Nhưng mà các bạn nhìn này, tại vì mình chọn cái lúc mà nó quái là không thì phải, thì các bạn có thể thấy là gần như nó không thay đổi gì cả, trừ phần trăm pin. Nó sẽ nhảy phần trăm pin nhìn rất là ảo luôn, đúng không? Mọi thứ, cái icon các thứ ở đây đều không thay đổi, tuy nhiên phần trăm pin nó nhảy rất là ảo, đúng không nào? Đó. Và rồi ở đây mình sẽ có một số mẹo, một số tip để các bạn diễn trò này nó hay hơn nhá. Thì đầu tiên là chúng ta có thể hoàn toàn di chuyển được cái những cái hình này ở các vị trí khác nhau, vị trí các bạn muốn. Đó. Thì chúng ta có thể sáng tạo ra nhiều cuộc diễn khác nhau. Rồi, tiếp tục là các bạn ở đây thì mình hay diễn như này, là mình sẽ để ba cái ảnh liền nhau là 2%, ba cái ảnh đầu tiên ấy liền nhau là 2%. Thì khi chúng ta ấn vào khi chúng ta chọn này, chúng ta ấn vào đây, chọn vào bản trình chiếu này, thì khi nó bắt đầu chạy ấy, thì ấn tắt đi thì cái đoạn 2% nó sẽ lâu hơn, nó sẽ không lập tức nó biến đổi đi luôn đi. Trong lúc này chúng ta có thể chém gió cái gì đấy với khán giả, thì một lúc sau nó bắt đầu nó mới chuyển cơ. Nếu các bạn để một cái ảnh thôi ấy, thì nó sẽ lập tức nó biến thành cái hình đang sang này luôn ấy, thì các bạn sẽ khó chém gió hơn ấy. Đó là hai cái lưu ý. Và cái điều thứ ba rất là hay đó chính là làm sao khi chúng ta cho nó chạy hết cái bản trình chiếu rồi thì chúng ta có thể cho khán giả kiểm tra được cái điện thoại luôn là 100% thật ấy. Thì làm như thế nào? Ở đây mình có một cái mẹo rất là hay. Thì đầu tiên là chúng ta phải sạc điện thoại 100% đã nhá. Tất nhiên rồi, thì ở đây thì mình không sạc điện thoại 100%, ở đây thì mình 58% thôi. Thì ở đây mình sẽ làm mẫu cho các bạn xem nhé. Chúng ta sẽ thoát ra ngoài đã, và chúng ta ấn vào cài đặt này, cài đặt chung, trợ năng, đúng không? Ấn vào giảm chuyển động, bật lên. Thì bây giờ khi chúng ta ấn nút hộp ấy, thì các bạn nhìn này, nếu kiểu nó thoát ra ngoài, mình sẽ ấn lại cho các bạn xem. Đó, kiểu nó thoát ra ngoài. Rồi, và nhớ là bật cả cái này nữa nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào chỉnh chiếu như bình thường thôi. Chỉnh chiếu này cho nó chạy. Đấy, mở điện thoại đi, chém gió gì đó cho nó chạy. Đợi đến khi nào nó nhảy đến 100% thì thôi. Lâu đấy. A few moments later. Rồi đây, chúng ta có 99% rồi. Và 100%. Và mất biểu tượng sạc đi. Đó, sau khi mất thì chúng ta sẽ ấn luôn vào nút home đây này. Nắt tay một tí. Đó, các bạn không thấy cái gì xảy ra luôn đúng không? Nhưng mà thực sự là chúng ta đã ra ngoài màn hình chính rồi. Đó, bây giờ chúng ta có thể làm những thao tác bình thường mà đưa cho khán giả kiểm tra điện thoại thoải mái, bình thường luôn, Facebook các thứ check thoải mái. Thì cái quan trọng đó chính là chúng ta phải sạc cái điện thoại này đồng thời 100% thôi là ok. Đó, mình có thể làm lại các bạn xem nhé. Đây này, từ lúc mà ấn từ ảnh ra này, chúng ta sẽ xong này,
ấn vào cái ảnh bất kỳ cho bạn xem nhé. Một cái ảnh bất kỳ, khi chúng ta ấn nút home vào này, đây, ấn vào cái nút này là coi như ấn nút home đúng không? Ấn nút home ra ngoài. Đó, các bạn thấy không? Gần như là không có bất kỳ một cái chuyển động gì cả, tại vì ban nãy mình đã cài đặt giảm chuyển động rồi. Đó, chỉ đơn giản như thế thôi. Cái trò thuật này thì cực kỳ là hợp với những cái bạn nào mà muốn quay lại clip sống ảo bạn bè người thân luôn. Và đương nhiên là trò này hoàn toàn có thể diễn ở ngoài đường phố rồi, và thậm chí nó diễn cực kỳ là hay luôn đấy. Và anh em thấy trò thuật này có hay hay không và nó như thế nào thì có thể bình luận ở phía bên dưới cho mình biết nhé. À mà cho bạn nào chưa biết thì mình ra clip vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần vào lúc 7 giờ 30 phút nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.